con sẽ đưa chú đi gặp một người thanh niên mà đã gặp chú để giới thiệu bán nhà. Anh có một bất ngờ chú. Anh nhanh lên nha, em đói lắm rồi đó. Ba kể rằng khi đi tìm nhà để mua cho em thì ba gặp được một thanh niên. Chú rất vui khi cháu gọi cho chú, nhưng chắc con sẽ mời chú mua nhà giùm cho chị của con. Thì ra là mày, thằng khốn nạn lừa gạt. Chính là nó đó. Là người đã hại chết ba tôi đó hả? Anh đã cố gắng âm thầm chuộc lỗi với em. Tha tội cho anh. Anh thật lòng thương em mà. Tha tội cho anh. Đừng nghe thằng Tát. Tha tội cho anh. Dạ đâu anh, mời anh vào. Vô đi anh. Anh ta vào ngôi nhà đó từ chiều tới giờ vẫn chưa đi ra, mà chụp hình tất cả rồi. Chính Huy đi ra mở cổng. Mình đoán đây là một vụ lừa gạt. Ban đầu thì giả bộ mua bán nhà làm quen, sau đó dùng gái đẹp để lừa tiền. Mình chỉ cần tiếp cận ông ấy và hỏi. Dạ con chào chú. Chú tha lỗi cho con vì sự đường đột này. Có phải chú vừa bị người ta gạt hết tiền không? Cô lại. Dạ, người thân của con cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như chú, cho nên con muốn giúp chú. Giúp tôi bằng cách nào? Con sẽ giúp chú tố cáo bọn lừa gạt trước công an. Không có dễ đâu. Sáng nay tụi nó ép tôi rút hết tiền, bây giờ tôi cũng mất dấu tụi nó rồi. Gọi điện thoại mấy số mà cũng không liên lạc được. Con chính là người theo dõi tất cả những chuyện này. Tụi nó ranh ma lắm. Chắc chắn là tụi nó đã chuyển nhà đi rồi. Chỉ cần chú kể cho con nghe tất cả câu chuyện, con sẽ đưa chú đi gặp một người thanh niên mà đã gặp chú để giới thiệu bán nhà. Alo, sao lâu vậy anh? Chờ chút xíu đi. Anh đang đi mua vài thứ. Anh có một bất ngờ cho em. Anh nhanh lên nha, em đói lắm rồi đó. Xin lỗi đã làm người đẹp chờ lâu. Sao tự nhiên em không được vui vậy? Em chợt nhớ tới ba em. Trước đây ba cũng đã từng hứa với em là sẽ mua chiếc điện thoại này cho em, vì đó là món em thích nhất. Thì bây giờ em đã có nó rồi, vui lên đi chứ. Chuyện của ba em cũng đã đáng quên rồi. Nhưng ngày hôm qua, tình cờ em lại gặp được một người chú là bạn thân của ba em. Và thì ra trước đây, khi tìm tới cái chết, ba đã điện thoại cho chú và tâm sự tất cả. Giờ thì em đã biết tại sao ba em phải tự tử rồi. Chú ấy đã kể cho em như thế nào? Ba em đã cố giấu em vì sợ em đau khổ khi biết ba dại dột mà mất tất cả. Ba kể rằng khi đi tìm nhà để mua cho em thì ba gặp được một thanh niên hiền lành, dễ thương, giới thiệu bán nhà cho ba. Chú rất vui khi cháu gọi cho chú, nhưng chắc con sẽ mời chú mua nhà giùm cho chị của con. Được, cái đó thì chú đang rất là cần. Vậy chị của cháu tên là gì vậy? Đã có gia đình chưa? Dạ chị con chưa có, chị ấy cũng đang còn trẻ. Vậy khi nào thì chú gặp được chị của cháu? Để con gặp chị con rồi xong rồi con hỏi lại, xong rồi con thu xếp thời gian, rồi con sẽ gọi cho chú sau. Sau đó anh ta cho ba em gặp một người chị gái. Người này đã dùng mỹ nhân kế để gạt hết tiền của ba em. Ba em thua hết tiền hay sao? Tất nhiên, khi họ đã gài bẫy thì chắc chắn đó là sòng bạc biệt. Ba đã thua hết số tiền dành để mua nhà cho em, còn thua cả số tiền dành để đi mua hàng nữa. Nhưng mà tiền bạc thì cũng có thể làm ra lại mà. Tại sao ba em lại... Ba em thất vọng vì bản thân mình. Ba em rất xấu hổ với em. Anh có biết điều kỳ lạ nhất khi em nghe chú ấy kể là gì không? Đó là ba em đã nhớ tên chính xác hai người đã âm mưu hại chết ba em. Tên là gì vậy? Anh muốn biết tên họ hả? Người thanh niên có gương mặt hiền lành dễ thương tên là Huy. Còn cô gái đẹp dụ dỗ ba em là Huyên. Vậy là trùng tên với anh rồi. Trên đời này có rất nhiều người trùng tên với anh. Trên đời này rất nhiều người tên Huy, nhưng những người khiến có cảm giác tin tưởng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì ít lắm. Có tin nhắn rồi, chúng ta vô thôi. Theo kế hoạch thì tôi sẽ vào trước. 5 phút sau mọi người mới vào. Chú. Đây là Đạt, cháu của chú. Dạ. Còn đây là bạn trai của con hả? Dạ, đây là Huy, bạn của con. Anh Huy à, chú này là bạn của ba, người mà em vừa kể cho anh nghe đó. Thì ra là mày, thằng khốn nạn lừa gạt. Chứ là nó đó. Là người đã hại chết ba tôi đó hả? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Đúng vậy, chính là anh. Anh chết đi. Tôi hận anh chết đi. Anh đã cố gắng âm thầm chuộc lỗi với em, nhưng mà không kịp rồi. Em phải tha tội cho anh. Tha tội cho anh. Anh Huy, chúng tôi tới đây vì có đơn tố cáo anh lừa gạt của tổ chức. Mời theo chúng tôi về đồn để làm việc. Tha tội cho anh Hương à, tha tội cho anh. Anh thật lòng thương em mà Hương. Tha tội cho anh. Đừng nghe thằng Tát. Tha tội cho anh.
Tha tội cho anh Hương à. Không sao đâu, không sao đâu. Tha tội cho anh Hương à.